Và đây là mẫu đèn sẽ mang cả bầu trời và không gian phòng của chúng ta nha. Đó là mẫu đèn phi hành gia 2023 này. Mẫu đèn sẽ bao gồm đầy đủ các chế độ mây, trăng và sao. Chúng ta có thể tùy chỉnh được chế độ trăng sao hoặc là chế độ mây. Và muốn trở về chế độ ban đầu, chúng ta chỉ cần một phím bấm đơn giản thôi nha. Và đèn thì có cả loa Bluetooth và có luôn chế độ nháy theo nhạc cho anh em luôn. Và điều đặc biệt hơn nữa thì anh em có thể tùy chỉnh được màu sắc của đám mây nha. Chúng ta có thể thích màu đỏ thì chọn này, muốn màu xanh lam thì chọn này, và muốn màu xanh da trời thì chọn này. Tất cả chúng ta điều khiển trên remote nha.